công việc thay nước thuốc của em mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy chưa, cái nước thuốc này thì là có nghĩa là cái nước mà tối hôm qua mình đun mà mình không sử dụng được hết ấy, thì đây nó vẫn còn đậm thế này mà mình đã thay thuốc rồi mọi người ạ. Ví dụ như là mình cứ để vậy nhá thì trong ngày nó vẫn còn sử dụng được. Tuy nhiên thì nếu mà hết cái lượng nước này mà mình lại cho xả thêm một lượng nước mới vào đun thì nó sẽ nhạt thuốc và không có, nói chung là cũng nhạt thuốc ấy. Mình cũng không làm được thế được, nên là hiện tại bây giờ số nước này nhá, số nước còn thừa này mình sẽ gánh vào trong thùng để làm. Nếu nếu như trong vòng 30 phút một tiếng nữa có người đến tắm thì đương nhiên là vẫn có thể tắm được. Tuy nhiên thì nếu mà không có thì nước để từ giờ đến chiều nó sẽ bị lờ nguội đúng không? Thì mình sẽ dùng nước này làm nước nguội. Xong rồi mình thay thuốc mới vào nồi mới thì mình khi mà có người tắm thì mình sẽ lấy đun được nước thuốc mới thì mình sẽ lấy cái nước đó làm nước nóng pha với nước nguội này. Thì đương nhiên là toàn là nước thuốc không? Không phải là nước nước không phải là pha nước nguội bằng nước trắng, nước bình thường kia đấy. Đấy, nói thế để cho mọi người hiểu. Ví dụ như là có một số chuyện, ví dụ cũng có một số hôm có như này thôi, còn không phải là lúc nào cũng có. Ví dụ tối qua mà khách tắm muộn thì sau khi mình xả hết nước thì mình cũng không xả nước mới, không xả nước vào đun tiếp thì không có nước như này. Bởi ví dụ như là khách tắm sớm từ lúc 7-8 giờ thì mình không biết là có liệu từ lúc 8 giờ, 9-10 giờ còn khách không, thì hết nước thì mình vẫn phải xả tiếp để đun, để trong trường mà có khách đến thì vẫn có nước để cho mọi người tắm ấy. Thế nên là nó sẽ có nước, như nước để sáng hôm sau mình sẽ phải thay, khi mà thay thuốc thì mình sẽ phải là xả đi như thế này nhá. Xả đi như này, nếu mà thuốc như này mà xả vứt thì có phải phí không? Mà nếu mà cứ để như thế này thì mình cũng không thể nào lấy được cái bã thuốc này đi này. Cả nước cả bã thì mình không thể lấy được đi. Thế nên là bắt buộc là Thanh sẽ phải thay như thế nha mọi người nha. Nên là có nhiều bác anh chị đến, có một số trường hợp thì cũng kỹ, mọi người cũng kỹ tính đi. Thì đến xong là cũng có đi vào trong chỗ thùng tắm đấy kiểm tra thì thấy có nước nguội ở bên trong, lại cứ nghĩ là nước cũ người ta tắm rồi mình không xả hết đi ấy. Thì không phải nhá mọi người nhá, làm dịch vụ, làm người ai làm thế đúng không ạ? Họ mọi người cũng như em mà em cũng như mọi người thôi. Em cứ phải dành gọi là làm những cái gì tốt nhất cho mọi người chứ ai lại ví dụ như là nước người ta tắm rồi mà mình không xả đi lại để đấy cho các bác ngâm tắm đâu. Đấy, và bây giờ em sẽ phải xả hết cái nước đấy đi và em sẽ thay thuốc nhá, thay thuốc mới nhá mọi người nhá. Thank you.
Hello. Hello. Ôi giời, quá đầy quá rồi. Nóng ấy. Nên là nếu mà có người tắm thì vẫn pha được nước này luôn, nhưng mà không có người tắm thì mình dùng nước này làm nước nguội thay nước trắng nước bình thường. Chiều mà pha thì lại toàn thuốc, toàn nước thuốc không phải là nước nguội. Đau lưng lắm mọi người, đau lưng đau vai, tập thể dục thế này mà nó vẫn không phải không gầy. À, lúc làm ra thì ăn toàn một chơi ăn nhiều. Cũng gần hết rồi đấy, chảy nhỏ nhỏ rồi đấy.
Giờ là xong phần nước ở trong nồi rồi. Bây giờ mình mà vào lấy thì cũng được, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn nóng và mình còn công việc khác nữa, nên là hiện tại bây giờ mình sẽ đi vào bên trong và mình dọn dẹp phòng tắm ở bên trong trước nha. Trên thì hay có măng nhện này, xong là mình ở nhà bên kia họ còn nuôi chim nữa cơ, nên là hay có lông chim nó cái này ở trên. Thank you.
rộng trơn hay hơn. Mới để xe ăn ngon thì chỉ riêng tập này tối hôm dài. Tối hôm dài bò. Chỉ dài vậy. Hả? Thank you.
Sau một lúc dọn dẹp thì Thanh đã lấy xong cái phần thuốc đi nha mọi người nha. Đây, đây nhá, thuốc đã được lấy đi hết. Bây giờ mình sẽ lấy thuốc mới bỏ vào nha mọi người. Thuốc mới bỏ vào và đun, tiếp tục đun nha. Lên gác lấy thuốc ạ. Đây, giờ sẽ lên lấy gác lấy thuốc nha mọi người nha. Lên lấy thuốc mà con nhện không thế. Không đua thì con nhện mắng nhện nhanh thế em kia. Cái này tôi 20 cân này. Hả? Cái như bảo thấy chẳng coi của sao? Vậy là gần như đã hoàn thiện công việc nha mọi người nhé. Bây giờ mình chỉ cần xả nước đầy, sau đó đậy lắp là bật điện là đã có thể đun rồi nhé mọi người nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Mẹ ơi, ơi. Mẹ của nhà mình nhá. Và Thanh Bình là của nhà mình. Ừ, của nhà mình là của nhà mình. Ăn đi, nói nhiều. Tưởng nhiều. Cá nhà bác Thanh. Ừ, cá nhà bác Thanh. Này, trình tỏ về
Mày muốn ăn ăn thôi à? Biết rồi à? Ừ. Mày. Búng bỏ tay ra không ăn được đâu. Nó biết đấy. Thôi đủ một. Quân tặng. Mày chúng mày giỏi. Cầu cho bảo à? Chúng mày giỏi nhỉ? Cái gì cũng biết chơi nhỉ? Không biết hack không biết hack không biết chơi. Biết chơi Free Fire. Đúng lúc bạn lùi đang ăn tí nữa nó lại chọn làm mặt hình nền. Ừ, mãi không hết bỏ, uống đi. Mẹ ăn vô xong thì cầm dao em chặt. Chắc con điện thoại con sợ của mấy hệ lên. Tại sao phải cho con điện thoại?